Chào các em, trong video này thầy sẽ hướng dẫn các em làm cái dạng bài tập là tính nồng độ ion có trong dung dịch. Đây là cái dạng bài tập số 2 trong chương 1 sự điện ly môn hóa lớp 11. Chúng ta đi tìm hiểu bài tập số 2. Tính nồng độ mol ion các chất có trong dung dịch sau đây. Bài 2. Yeah. Dung dịch BeOH 2 lần 0,01 m. Để tính được nồng độ mol ion thì các bạn cần phải viết được phương trình điện ly. BeOH 2 lần là chất điện ly mạnh, nó sẽ tách thành Be2 cộng cộng với 2OH trừ. Nồng độ mol của BeOH 2 lần đầu bài cho là 0,01 m, thì do tỷ lệ 1:1 nên nồng độ mol của BeOH 2 lần cũng là 0,01 m. Và tỷ lệ là 1:2, thế nên nồng độ mol của OH trừ sẽ là 0,02 m. Như vậy ở đây chúng ta tính nồng độ mol tương tự như là tính số mol. IA chưa có gì là khó khăn. IB hòa tan 4,9 gram H2O4 vào nước thu được 200 ml dung dịch. Thế thì cái đầu bài này so với đầu bài IA là nó khác. Thế thì để làm được như IA chúng ta phải tính ra được nồng độ mol của H2O4. Có nghĩa là chúng ta phải tính được CM của H2O4. CM thì bằng N trên V. Như vậy phải tính được số mol của H2O4 chia cho V dung dịch. V dung dịch ở đây là 200 ml, tức là bằng 0,2 lít. Chúng ta lại có N thì bằng M nhỏ chia M lớn. M nhỏ ở đây là 4,9 chia M lớn của H2O4 là 98. Như vậy chúng ta có kết quả là 4,9 chia 98 chia 0,2. Kết quả bằng 0,25 m. Bây giờ chúng ta viết phương trình và làm tương tự IA. H2O4 điện ly tạo thành 2S cộng cộng SO4 2 trừ. Như vậy nếu như H2O4 là 0,25 m thì H cộng sẽ là gấp đôi, sẽ là 0,5 m. Còn SO4 2 trừ thì cũng bằng với H2O4, tỷ lệ 1:1. Như vậy nó là 0,25 m. Như vậy chúng ta thấy là cái IA là cái ý gốc. Ngoài ra thì các ý khác chúng ta sẽ làm để chuyển đổi về IA. Chúng ta sẽ làm IC. IC là hòa tan 8,96 lít khí hydrochlorua ở điều kiện chuẩn, tức là điều kiện tiêu chuẩn, vào nước được 250 ml. Ml ở đây thì là ml dung dịch acid chlorhydric đấy. Thì chúng ta có cũng tương tự như thế, chúng ta tính CM của HCl thì cũng bằng N trên V. Đấy. Trong khi đó thì N thì bằng là cái V của khí này chia 2,4. Như vậy chúng ta có 8,96 chia cho 2,4 thì sẽ ra số mol HCl. Lấy số mol HCl chia thể tích là 0,25 lít. Thì chúng ta sẽ được cái kết quả của nó chính là nồng độ mol. Và chúng ta có 8,96 chia cho 22,4 chia cho 0,25. Kết quả là bằng 1,6 m. Chúng ta viết phương trình điện ly của HCl. HCl điện ly ra thành H cộng cộng Cl trừ. Như vậy chúng ta thấy là tỷ lệ 1:1 hết, đúng không? Như vậy chúng ta suy ra nồng độ mol của H cộng bằng nồng độ mol của Cl trừ bằng luôn cái nồng độ mol của HCl bằng CM của HCl bằng 0 bằng 1,6 là 1,6 m luôn. Vậy tương tự như thế thì chúng ta sẽ giải quyết ý D. Ở ý D đầu bài cho là dung dịch HCl 7,3% có khối lượng riêng là 1,25 g trên ml.
Thế thì thầy sẽ cho cái khối lượng dung dịch, mình tự cho khối lượng dung dịch cho m của dung hành HCl bằng 100 g. Như vậy chúng ta chia được m của HCl sẽ bằng 100 nhân với 7,3 và chia cho 100. Người ta cho là 7,3%, tức là nhân với 7,3 và chia 100. Kết quả bằng 7,3 g. Vậy chúng ta suy ra được số mol của HCl bằng 7,3 trên 36,5. Kết quả bằng 0,2. Kiểm tra bằng máy tính cho chắc, 7,3 chia cho 36,5. Kết quả bằng 0,2 mol. Trong khi đó thì chúng ta có m dung dịch là bằng 100 mà lại có D bằng 1,25, thì chúng ta có V của dung dịch HCl bằng. Vậy là lấy giờ chúng ta muốn tính V thì chúng ta sẽ lấy m dung dịch chia D. Đấy. Như vậy chúng ta có m dung dịch là bằng 100 trên D là 1,25. Chúng ta sẽ có kết quả 100 chia 1,25 bằng 80 ml, thì đổi ra lít nó sẽ là 0,08 lít. Thế từ đây chúng ta sẽ tính được CM của thằng HCl bằng N trên V là 0,2 trên 0,08. 0,2 chia 0,08, kết quả là bằng 2,5 m. Thế chúng ta cũng đã biết là HCl được tách thành H cộng cộng Cl trừ, do đó chúng ta có nồng độ mol H cộng bằng nồng độ mol của Cl trừ bằng luôn 2,5 m, tức là bằng luôn nồng độ mol của HCl. Đây là chúng ta đã làm xong cái ý D. Giờ chúng ta chuyển sang ý E. Ý E là dung dịch CONO3 hai lần 0,3 m. Thì bây giờ nếu như các bạn không muốn viết phương trình điện ly thì các bạn có thể tính nhanh, đó là mình tưởng tượng ra luôn CuNO3 tất cả hai lần thì sẽ tách thành CO2 cộng, tỷ lệ 1:1 đúng không? Chúng ta có nồng độ của CO2 cộng thì cũng bằng CM của thằng CuNO3 hai lần bằng luôn là 0,3 m. Thế còn nồng độ của NO3 trừ, vì là một CuNO3 hai lần thì có hai thằng NO3 trừ, nên do đó chúng ta sẽ có là nó sẽ bằng hai lần nồng độ của CuNO3 hai lần và kết quả là bằng 0,6 m. Chúng ta chuyển sang ý F. Hòa tan 1,25 g CuS4.5HO vào nước thu được 500 ml dung dịch. Như vậy chúng ta có N của CuS4.5HO sẽ bằng khối lượng là 12,5 chia cho M lớn. Thì chúng ta chú ý là M lớn của CuS4.5HO, tức là chúng ta phải tính cả cái phần 5HO nữa. Cu là 64 cộng với SO4 là 96 cộng với 5 nhân 18. Kết quả là bằng 250. Vậy chúng ta có số mol sẽ là 0,05 mol. Ra số mol là 0,05 mol, trong khi chúng ta có thể tích dung dịch là 0,5 lít. Như vậy chúng ta có CM của CuS4 bằng 0,05 trên 0,5, vậy bằng 0,1.
mà. Căn cứ vào phương trình điện ly, chúng ta có nồng độ mol của CO2 cộng bằng nồng độ mol của SO42 trừ, cũng bằng luôn nồng độ mol của CO4 bằng 0,1 mà. Như vậy thì ở trong bài tập số 2, đây với chỉ là bài tập tính nồng độ mol trực tiếp của một chất. Thế thì có những cái kiến thức nó liên quan đến các cái quá trình tính toán chúng ta đã được học từ cấp 2 và lớp 10. Nhưng chưa có gì khó khăn là trong cái bài tập số 2 này. Thì bây giờ thầy sẽ giới thiệu thêm cho các bạn cái bài số 3 và bài số 4. Đó là chúng ta tính nồng độ mol trong trường hợp là trộn các cái dung dịch với nhau. Chúng ta nghiên cứu cái bài số 3 trước. Bài tập số 3. Trộn 458,3 ml dung dịch HNO3 32% có khối lượng riêng là 1,2 g/ml với 324,1 ml dung dịch HNO3 14% với khối lượng riêng là 1,08 g/ml. Tính nồng độ mol của các ion có trong dung dịch thu được. Giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi. Thế thì theo như cái đầu bài này thì chúng ta có là ở đây là chúng ta thấy là có hai dung dịch được trộn với nhau, là dung dịch thứ nhất là 458 ml, đây là HNO3 với cái nồng độ phần trăm là 32% và có D là bằng 1,2, trộn với 324,1 ml HNO3. Cái nồng độ ở đây là 14% này và có D là 1,08, thì chúng ta sẽ được một cái dung dịch. Dung dịch này chắc chắn vẫn là dung dịch HNO3. Thế thì cái dung dịch này có đặc điểm gì? Thì chúng ta thấy là về mặt thể tích, ở đây không có quá trình phản ứng nào xảy ra, không có chất nào thoát ra ngoài. Thì chúng ta có V của nó chính là bằng tổng của hai số này, tức là bằng 458, chỗ này là theo đầu bài là 458,3. Chúng ta có V, V của HNO3, V dung dịch này, chúng ta gọi cái dung dịch này là dung dịch tổng nha. Đây, dung dịch tổng này có V bằng 458,3 cộng với 324,1. 458,3 cộng 324,1 kết quả bằng 782,4 ml. Và khi mà tính nồng độ mol thì chúng ta sẽ phải đổi cái này ra lít, như vậy nó sẽ bằng 0,7824 lít. Như vậy chúng ta đã có được cái đại lượng thứ nhất, đó là thể tích. Bây giờ chúng ta sẽ tính đến cái đại lượng thứ hai, đó là muốn tính nồng độ mol thì chúng ta phải tính được số mol. Muốn tính được số mol thì chúng ta lại phải căn cứ vào khối lượng. Tức là giờ chúng ta cần N, cần N thì phải biết M, đúng không? Thì đây là N, là N của tổng, thì M này cũng là M của tổng. Thì chúng ta xem là cái tổng này thì tính như thế nào. Cái M tổng ở đây sẽ là tổng khối lượng của HNO3 trong dung dịch 1 cộng với khối lượng của HNO3 ở trong dung dịch 2. Đây, ta coi dung dịch trên là dung dịch 1, dung dịch dưới là dung dịch 2. Như vậy chúng ta có này, để tính được khối lượng của HNO3 trong từng dung dịch thì chúng ta cũng phải biết được khối lượng của dung dịch, tức là M dung dịch. Thì chúng ta lại có là M dung dịch thì bằng D nhân V. Vậy chúng ta có, thầy sẽ viết cái chỗ này là M1 thôi. M1 sẽ bằng này. Chúng ta sẽ lấy là khối lượng dung dịch, đúng không? Nhân với 32 và chia 100. Mà khối lượng dung dịch thì bằng D nhân V, như vậy nó sẽ bằng 458,3 nhân với D là 1,2. Sau đó nhân với 32 và chia cho 100. Thế còn M2 bằng tương tự như thế,
Đây có là 324,1 nhân với 1,08 nhân với 14 và chia 100. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tính luôn cái mở tổng này. Bấm luôn máy tính để tính cái mở tổng. 458,1 xin lỗi, 3 nhân với 1,2 nhân với 32 chia 100 cộng với 324,1 nhân với 1,08 nhân 14 chia 100, kết quả bằng xấp xỉ là 225. Đấy. Ta lấy xấp xỉ ở đây là 225 gam. Chúng ta suy ra được n tổng bằng, chúng ta lấy 225 này, chia cho muốn tính số mol thì lấy khối lượng chia cho khối lượng mol, tức là khối lượng mol của HNO3 là 63, chia 63 và được xấp xỉ 3,57. 3,57 mol. Thì chúng ta có số mol rồi, chúng ta có thể tích ở trên là được 0,7824 rồi. Chúng ta suy ra được CM của HNO3 bằng N trên V là 3,57 chia cho V là 0,7824. Kết quả sẽ bằng chia cho 0,7824 xấp xỉ 4,56. Ra được 4,56m. Nên như vậy chúng ta có ở đây là HNO3 thì sẽ tách thành H cộng cộng NO3 trừ, đúng không? HNO3 tách thành H cộng cộng NO3 trừ, đây đều tỷ lệ 1:1 cả, thì chúng ta có nồng độ mol của H cộng bằng nồng độ mol của NO3 trừ bằng 4,56m. Đấy, như vậy là nó bằng luôn cái nồng độ mol của HNO3. Thế như vậy chúng ta thấy ở đây rõ ràng là cái bài tập là tính nồng độ mol ion. Tuy nhiên là cái chỗ tính nồng độ mol ion nó lại chỉ là một cái bước rất là nhỏ ở cuối cùng. Thế còn lại cái bước tính toán ở phía trên thì nó giống như cái phần pha trộn dung dịch ở lớp 9 chúng ta đã học. Đấy. Thì nếu các bạn mà học tốt phần 9 thì sẽ thấy cái bài này nó rất là đơn giản. Đấy. Chúng ta sẽ làm bài 4 theo cách tương tự. Bài số 4. Trộn 200ml dung dịch CNO3 2 lần với nồng độ mol là 0,5m với 300ml dung dịch KNO3 2m. Tính nồng độ mol trên lít của các ion có trong dung dịch sau khi trộn. Thế thì đây cũng là một cái bài trộn dung dịch và rõ ràng chúng ta thấy là CNO3 2 lần và KNO3 thì không có phản ứng gì. Sau đó chúng ta có V của dung dịch sau trộn, gọi là V tổng, sẽ bằng V tổng sẽ bằng tổng V. Như vậy sẽ bằng 200 cộng với chỗ này là 200 cộng với chỗ này 300 là bằng 500ml, đổi ra bằng 0,5 lít. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tính số mol của CE nha, tính số mol của CE2 cộng bằng cái gì? Số mol CE2 cộng sẽ bằng số mol của CNO3 2 lần. Đấy. Mà N thì lại bằng CM nhân V, như vậy bằng 0,5 nhân với V của cái dung dịch CNO3 2 lần là 200, là đổi ra là 0,2, như vậy bằng 0,1 mol. Thế còn N của K cộng thì sẽ bằng N của KNO3 trừ bằng 2 nhân với 0,3
thì kết quả bằng 0,6 mol. Và cái ion chung ở đây là ion NO3 trừ, chúng ta có N có NO3 trừ bằng. Chúng ta quan sát thì thấy là số mol NO3 trừ sẽ gấp đôi số mol CaNO3 hai lần. Như vậy nó sẽ bằng hai lần số mol của CaNO3 hai lần cộng với NO3 ở trong này, trong KNO3 thì lại bằng với số mol KNO3 cộng với N của KNO3. Vậy sẽ bằng. Thế thì theo cái kết quả trên chúng ta có 0,1 cộng với 0,1 nhân 2. Thì đây là 2 số mol của CaNO3 hai lần cộng với 0,6. Và kết quả bằng 0,8 mol. Thế thì trên đây chúng ta đã tính xong số mol của 3 cái ion rồi. Chúng ta cũng đã tính được thể tích của dung dịch tổng rồi. Và chúng ta có nồng độ mol của Ca2+. Thì nồng độ mol của ion thì tính cũng giống như tính nồng độ mol của chất, đó là N Cm thì bằng N trên V. Vậy N ở đây bằng 0,1 chia V bằng 0,5, kết quả bằng 0,2 m. Tương tự như thế, nồng độ mol của Ca cộng sẽ bằng số mol của Ca cộng là 0,6 chia cho nồng độ, chia thể tích bằng 0,5, kết quả bằng 1,2 m. Và cuối cùng là nồng độ mol của NO3 trừ thì cũng lấy số mol của nó là 0,8 chia cho thể tích là 0,5, kết quả là bằng 1,4 m. Như vậy thì để tính nồng độ mol của các ion trong trường hợp là pha trộn dung dịch thì chúng ta cần chú ý, đó là chúng ta sẽ lấy số mol của từng ion chia cho thể tích của tổng nhé. Nhớ là chia cho thể tích của tổng